Hello các bạn, ở đây là cái chuồng con rắn ăn sên. Thì đây mình bỏ cái cây giải ra. Qua một đêm hôm trước mình bắt được 6 7 con ốc sên thì con rắn nó đã mút xong hết rồi. Con rắn đây. Bụng khá là to này. Đó. Thì mình có một cái lời đề nghị là đổi con này lấy con rắn rào đốm. Thì thực ra mình cũng thích sưu tập rắn rào hơn là nuôi con này. Thế là mình cũng đổi thôi. Đó, bây giờ mình sẽ mang con này đi. Mình sẵn đây rồi. Đấy. Để mang đi đổi nhá. Giao lưu lấy con này lấy con rắn rào đốm. Rồi các bạn ơi, tôi vừa mới đổi được con rắn ăn sên đấy, lấy con rào đốm về rồi. Đợt trước không để ý tai nạn, con rào đốm bị chết mất, rất là tiếc. Mình thì mình thích sưu tập bọn rắn rào, rắn mắt mèo này hơn. Hơn là bọn nói là con rắn ăn sên kia, là tôi thấy tập tình nó hay hoặc hay quá thì tôi lấy về để review cho các bạn xem thôi. Và tôi cũng định đăng tắt lại. Nhưng mà không thấy ai mua thì tôi cũng định nuôi, bởi vì là con đấy ăn uống rất là dễ dàng. Cứ đêm đêm tôi ra đằng sau nhà để tôi lấy bắt ốc sên làm thức ăn nhỏ thôi. Nhưng mà có thằng em nó hỏi có muốn giao lưu không, đổi ấy. Thì tôi cũng giao lưu thôi. Đổi con rắn ăn sên lấy con rào đốm này. Cho nên là vừa mới đi đổi về rồi. Đó. Bây giờ tôi đang trên đường trở về Berlin. Bắc Ninh. Bắc Ninh quê tôi đó. Thành phố Berlin. Với Bắc Ninh bôn trọng chữ tình. Thật á? Thật mà. Tình kinh lắm. Trời cũng hơi mưa mưa, đang dịch bệnh các thứ thì tiện hôm nay tôi lên có việc thì tôi cũng lên lấy luôn. Nói chung là bao giờ cũng thế, lên Hà Nội là phải một công phải đôi ba việc thì mới lên. Và mỗi lần lên Hà Nội thì lại mưa một phát. Bây giờ lại đang mưa này. Cuộc sống nó kỳ cục lắm. Ok, bây giờ tôi về đã nha các bạn nha. Em đi đâu vậy? Em đi bật điện. Cho là sáng chim sáng bóc lên. Sao anh vẫn báo? Hello tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với YVN TV. Và hôm nay tôi là thằng đánh giày. Đánh giày hay bán báo? Đánh giày. Không chưa có báo đâu. Tôi vừa mới đi. Làm gì có giày? Vừa đấy không có giày. Rồi vừa mới đi đổi con rào. Đi đổi con rắn ăn sên lấy con rào đốm các bạn ạ. Thì đây con rắn rào đốm đây. Thì đây cũng là một trong những con rắn mắt mèo. Nói chung là tôi khá thích rắn mắt mèo, nhưng mà con này thì hơi bị bé. Tôi thì thích nuôi con rắn to hơn. Đây các bạn có thể nhìn thấy là rắn mắt mèo. Đây, con này là rào đốm nha. Đây tôi sẽ cho các bạn xem con rào băng vàng măng rút trông như thế nào, to như nào. Em tưởng con này nó giữ mà anh, bây giờ đỡ rồi à? Không, đây không khác. Nó chênh lệch sai nhiều nhá. Nó lột à? Ừ, đang lột. Chênh lệch sai nhiều vãi chưa? Con này nó... như que tăm ấy nhỉ? Ừ. Không, que tăm thì thật không đến nỗi que tăm. Nhìn chán ngắt luôn, tôi đang nuôi một rắn to to, không thì cũng chỉ to bằng bé bằng một nửa con này thôi cũng được. Nhưng đây nhìn con này chán ngắt luôn. Con này thì các bạn có thể cho ăn thạch sùng này, hoặc là pinky, hoặc là cá mồi. Đó. Thì con này nó là cũng là một trong những loại rắn mắt mèo. Nó tên là rắn rào đốm. Và tên khoa học của nó là Boiga buntomaculata, tên dài vãi. Như Nhật Bản vậy. Con này thì tên khoa học của nó là Boiga dendrophila, nghe giống kiểu Cuba ấy. Con này đấy các bạn nhìn thấy con này size khoảng 2 mét rồi, khá là to và cực kỳ hiền. Ừ.
Và như này đây, cái con mất dạy, con máu chó của mình là con này này. Con này là con khác. Ra mình có hai con luôn. Không phải, con này là có một bạn bảo là con này nó không ăn, bỏ ăn các thứ, nhờ mình chăm hộ. À, có con bạc vàng này á? Nhưng mà mình cầm về xong là tuần sau nó ăn luôn một rác của mình rồi. Và cứ cách một tuần nó ăn một con rác. Rất là tối mồi luôn đấy. Và cực kỳ hiền luôn mà ăn cũng khá là khỏe mạnh. Tại sao mọi người về không cho ăn được nhỉ? Chả hiểu, để mọi người như nào. Cho canh nuôi thôi, chứ không phải cho con rắn. Đó. Thì đây là con rắn rào đốm này. Đấy, cùng chi của nó là con rào phong vàng này, con tôi khá là thích bởi vì là nó cực kỳ đẹp, lòi và to đùng và độc. Con này cũng khá là độc, con này là độc nanh sau các bạn ạ. Đây là chi rắn mèo, là tất cả các con trong chi rắn mèo là độc nanh sau, nó là răng nanh hàm ấy. Là nó sẽ vừa cắn vừa nhai con mồi và vừa tiết độc ở trong đấy vào cơ thể con mồi. Nhưng mà cái độc nanh sau này thì thực ra là hầu những cái con này thì nó độc khá là yếu, nhưng là mình bị cắn không vấn đề gì cả. Và cái con nguy hiểm nhất là con to đùng này thì nó cũng bị sưng tấy các thứ thôi, nói chung là cũng không hiểm đến tính mạng, không phải lo. Con vàng á? Ừ, hơi sưng tấy thôi. Con vừa cắn gì? Ở trước mình bị cắn một lần rồi, nhưng mà có nghĩa là không phải là cứ cắn là bị dính độc, bởi vì nó cắn nó tự vệ, nó sẽ cắn xong nó rụt về. Và nó chỉ cắn bị dính các răng ở trước thôi. Nhưng mà nó cắn mà nó nhai thì cái răng hàm nó có cơ hội để tiết độc vào người mình. Thì nó lôi nó mới dính độc. Còn lần trước anh cũng bị con vàng này cắn rồi mà. Nên vàng này này, sao đâu. Bởi vì nó cắn nó rụt về ngay. Đó. Con này là cái con khá là phổ biến và khá là hay gặp ở Việt Nam. Và nói chung là đầu cũng hơi tam giác một tí và cổ cũng bé, như là mọi người hay nghĩ là rắn độc. Thực ra con này cũng độc thật, nhưng mà nó cũng không nguy hiểm đến cái mức mà chết người, hoặc là nói chung là nó cắn mình cũng không sinh nhai, cũng chẳng có vấn đề gì cả. Cho nên là mình mong muốn là mọi người gặp con này thì thứ nhất là đừng bắt, bởi vì là con này là rắn hoang dã, cho nên là con bắt về nuôi thì cũng rất là khó nuôi và rất nhiều bệnh tiềm ẩn, bệnh ký sinh, rất nhiều căn bệnh tiềm ẩn luôn ấy, bởi vì nó ở ngoài hoang dã đó. Và cái điều thứ hai là bắt về bán thì nói chung là các bạn vì lợi nhuận mà phá hủy môi trường các thứ thì không nên, và tốt nhất là các bạn nên thả đi, không đập giết gì cả, vì con này không gây hại cho các bạn cả. Nó rất là giúp ích để gọi là tiêu diệt bớt một số loài khác để có cân bằng hệ sinh thái đó. Cho nên là mình nghĩ là anh em tốt nhất là gặp con này nên thả đi, con này cũng khá là bé đó. Đó là trông cũng khá là đẹp, mình sưu tập để mình nuôi, để sưu tập. Và mình nếu mà đợt tới mà có tham khảo được các từ các người bán nước ngoài các thứ thì mình cũng có thể nuôi sinh sản các thứ, nhưng mà nuôi con này sinh sản cực kỳ khó, thẳng là thế nhanh, bởi vì là bây giờ để nó đẻ ra được, để ấp nở được thì rất là dễ, nhưng mà con này, con non của con này là cực kỳ bé luôn, nó bé hết cả bé con. Các bạn nhìn thấy con sai nhỡ trưởng thành nó đã trông như này rồi, con bé này nó chỉ bé một cái đuôi thôi ấy, nó bé vãi luôn ấy, cho nên thức ăn cũng rất là khó. Cho nên là mình nghĩ là các bạn tốt nhất là gặp con này nên thả đi. Anh em nào mà tâm huyết lắm hoặc còn nuôi sinh sản hoặc là gì đấy thì có thể chơi, nhưng mà nói chung là mình nghĩ mọi người nên hạn chế bắt hàng rừng, bởi vì nó rất nhiều vấn đề gì xảy ra. Và nếu mà anh em tập chơi thì tốt nhất là không nên ham hàng Việt Nam, hàng rẻ, bởi vì hàng Việt Nam mà rẻ toàn hàng rừng, không phải hàng sinh sản, thì cái sức khỏe của nó và sở chết các thứ thì nó không, kiểu tâm lý nó không ổn định. Anh em nên mua những con mà như kiểu nó không có tiền có thể mua rắn ngô các thứ, thì nó cũng là hàng sinh sản là nhập mà từ bên nước ngoài về, và nó cũng rất là háu ăn, dễ nuôi, nó tính khí nó rất là dễ chịu, nhưng nó không kiểu khó tính như là các bọn rắn rừng đó. Ok, tốt nhất là anh em không nên chơi hàng rừng nhá, hạn chế bắt hàng rừng thôi đó. Đấy, thì cái chi này là rắn mắt mèo này, thì ở đây tôi còn con rắn mắt mèo nữa. Con xấu tính. Xấu tính đâu, là tốt mà, là ngoan mà. Đó, đây tôi còn rắn mắt mèo nữa. Cái này là con Boiga Siene, là con Green Cat Snake, là con rắn mắt mèo xanh. Con này ở Việt Nam hay gọi là tên là lục tre hay là rắn rào xanh gì đấy. Con này tôi nuôi 4 năm rồi, nó khác là lâu rồi ấy, mà nuôi từ bé luôn ấy. Đấy. Đấy, con nào cũng to, con này cũng chui vào túi áo anh này. Con này bé quá. Đó, đây, vào đi con.
Con này con sổng nhiều nhất đấy nhỉ? Ừ, con này thưa các bạn là con này một năm nó sổng 1 đến 2 lần. Nhưng năm nay thì chưa được nó sổng. Năm nay thì tôi làm chuồng cẩn thận hẳn hoi hơn. Thì tôi cho các bạn biết thì con này nó sổng nó chả bò ở đâu cả. Lần trước nó sổng là nó sổng nó bò vào góc nhà này. Có một lần nó sổng là tôi ở trên giải phóng ấy. Thì nó sổng thì nó lại trèo lên trên cái phông của studio của tôi. Con nào là đi vào chăn? Đi vào chăn là con khác. Con này có một lần nó sổng nó bu sư vào cái hốc ở chỗ máy bơm nữa cơ. Nói chung là nó tan sổng bao nhiêu lần mà mình phải bắt đợi bên hết. Con này rất là có duyên với tôi. Cho nên là cái con màu xanh này tôi đã sắm lên tay này. Cái đợt mà nó sổng ra tôi tưởng mất rồi mà tôi cực kỳ yêu quý nó nên tôi sắm lên tay. Nhưng mà nó lại quay lại. Đó, con này cũng là một trong những con yêu thích tôi hiện tại. Ngày trước thì tôi có 5 loại boi ga, là bao gồm cả con rắn mắt mèo đầu vuông nữa và thêm một con rắn mắt mèo Quảng Tây. Nhưng mà vì tai nạn các thứ thì bây giờ tôi còn có 2 loại và bây giờ đấy là lại có một loại thứ 3. Buồn vãi. Đấy, bây giờ tôi sẽ cất con này vào hộp. Đây cái hộp mà đã trước đang để con rắn ăn sên này. Bây giờ dành cho con này à? Đây sên này, sên hết này. Nó ăn nhiều vãi các bạn ạ. Con rắn sên đấy nói chung là nuôi đấy rất là dễ dàng. Nó mút hết luôn. Cứ vài ngày nó lại ăn khoảng tầm 5-6 con sên. Mà ốc sên thì sau nhà tôi ở đường sau nhà cứ đêm đêm mà nó lại bò lên đấy. Lên cả đống cả mấy chục con. Thế là cực kỳ dễ. Cái cây này nó chuẩn đúng rồi. Hả? Đó, đây cho cây này vào. Và con này vào đây. Anh cái hộp này mà trong suốt thì nhìn đẹp đấy. Ừ nhưng mà hộp nhựa này nó không trong suốt được. Đó. Nhìn hết bên trong ấy. Rắn mắt mèo. Con này bé nhỉ? Ừ. Rào đốm. Con này có tên là Many Spot Cat Snake. Là rắn nhiều đốm hoặc rắn rào đốm hoặc rắn đốm to. Leg Spot gì đấy. Nói chung là nó rất là nhiều đốm. Kiểu rằm gì ấy. Ok các bạn ơi, vừa xong tôi đã lại kiếm lại được con rắn mắt mèo. Ngày trước tôi đã bị tai nạn làm mất là nó chết luôn đấy. Rất là tiếc bởi vì đợt đấy nó lạnh ấy, thì tôi để bên trên nóc của cái chuồng chăn kia. Thì nó có cái đèn sưởi bên dưới thì nó sẽ hơi nóng ở bên trên nóc ấy. Nhưng mà tôi không để ý nó bị nóng quá và hấp hơi chết mất. Rất là tiếc. Rất là buồn luôn đấy. Và bây giờ mình đã có lại một con khác rồi. Đấy là nó, cuộc sống nó vui tươi trở lại. Và chào tạm biệt mọi người và gặp lại mọi người trong những clip sau nhá. Và mọi người hãy nhớ bấm like, share và subscribe kênh YouTube của mình để đón chờ những cái clip mới nhất về những cái con vật mà các bạn chưa từng nghĩ đến mà không biết đến con vật đấy nha. Ok, chào tạm biệt mọi người.